Mà bạn nào không có hiểu tiếng Việt á thì nhờ cái bạn ngồi kế bên thông dịch giùm. Lời đầu tiên thì cho Dũng cảm ơn mọi người đã đến tham dự cái đêm gọi là đêm đờn ca tài tử như thế này, và chắc chắn mọi người ai cũng đã từng đến đây. Chúng ta đã có rất nhiều cái buổi tiệc của các cái event mà rất là nhiều thể loại, mà lần đầu tiên thì chúng ta có cái thể loại thể hiện cái văn hóa của người Việt Nam, mà nhất là người ở miền Tây. Thì có thể là cái thực đơn tối nay có một số anh em bạn bè không có ăn được, thì nhớ là nếu mà các bạn ăn không được thì các bạn nhớ nói cho người phục vụ để người ta đổi món khác nha. Tại vì tối nay mình có cái món thằn lằn nướng với lại chuột nướng nữa. Các bạn chắc chắn một điều rằng trong chúng ta ở đây ai cũng đã một lần nghe nhạc giọng cổ, và có thể nói là có những người thích, có những người cũng không thích. Thí dụ như Dũng là không thích rồi đó. Nhưng mà nếu mà ngồi ở California với cái không khí lạnh lạnh này mà mình ngồi nghe giọng cổ, rồi mình uống rượu đế, mình ăn khô mực nướng hay hộp vịt lộn đó, thì chắc chắn một điều là cái cảm giác đó nó vô giá. Do đó mà Dũng muốn đem cái cảm giác đó đến cho mọi người tối hôm nay. Cảm ơn các bạn, cảm ơn mọi người. Để có một cái buổi tiệc ngày hôm nay đó, phải nói là công sức của rất nhiều người. Công sức của rất nhiều người. Đầu tiên là cảm ơn Candice. You always do good job. Thank you, honey. Thứ hai là cảm ơn chị Phi Khanh. Nhờ có chị Phi Khanh mà tối nay chúng ta có sự hiện diện của nghệ sĩ Bảo Quốc, nghệ sĩ Phượng Liên và Hồng Loan, là những nghệ sĩ mà chắc chắn là các cái thế hệ trước đây ghiền giọng cổ, mê cải lương, đều cảm thấy là nếu mà được ngồi gần nghệ sĩ Bảo Quốc hay là ngồi gần Phượng Liên thôi thì cuộc đời này chết cho rồi, sướng là chết cho rồi luôn. Và cảm ơn chị Katie, chị Khanh đã thực hiện cái menu tối hôm nay cho chúng ta rất là dân dã, gồm có hộp vịt lộn, mực nướng. Mà các bạn có biết rằng mực nướng, khô mực nướng á, ở đây mua không có không? Ngạc nhiên là khô mực nướng ở đây không có, mà nếu mà đi vô chợ Korea thì mua một con 22 đô, chị Kiều Khanh nói mắc quá. Do đó mà ông xã của chị đem từ Việt Nam qua cho chúng ta tối nay. Còn ai nữa, còn nhiều người lắm. Còn cậu Út của tôi đi hết khu Bô Sa để gom được 24 cái chiếu mà tối nay các bạn ngồi lên đó. Rồi còn gì nữa ta, còn một số người bạn ở Việt Nam đã mang được 6 lít rượu đế qua cho chúng ta. 6 lít rượu đế thì phải nói là chúng ta uống để có hương có hoa, nghe bài giọng cổ đầu tiên của nghệ sĩ Bảo Quốc thôi, chứ sau đó thì chúng ta tiếp tục uống Macallan. Rồi còn gì nữa ta, còn những lời cảm ơn đó là tất cả các bạn đã cùng đến đây và cũng enjoy cái đêm đờn ca tài tử của chúng ta, để nhớ tới khung cảnh của miền Tây, cũng như là Tết sắp đến rồi, thành ra chúng ta sẽ có một lúc nào đó nao núng trong lòng để nhớ về đất nước quê hương xứ sở của mình. Xin cảm ơn và chúc cho mọi người có một đêm thật là vui vẻ, và chúng ta không say không về, nghe giọng cổ chừng nào khóc thì thôi nha. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn.